Hello, hai xin chào mọi người đến với lớp học Facebook Ads cơ bản của Thắng. À, thì sau bốn cái video mà Thắng à, hướng dẫn cho mọi người cách mà mình à, lên quảng cáo Facebook Ads ha, thì cái video này, cái bài học này giống như là một cái gọi là một phần bonus thêm à, cho các bạn nào mới vào nghề kinh doanh online cũng như là mới làm quảng cáo Facebook Ads. Đó thì à, ở đây trong cái 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 bài cuối cùng này thì Thắng sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm chung. À, của tháng về cái cách mà mình làm Facebook Ads nói chung cũng như là à cách mình mình làm Facebook Ads nói riêng chứ cũng như là cái việc mà à, kinh doanh online, bán hàng online nói chung ha. Rồi thì cái việc mà cái lý đầu tiên mà tháng muốn chia sẻ với mọi người á là khi mà các bạn chạy quảng cáo Facebook Ads á thì các bạn cần phải đọc kỹ ha, đọc kỹ cái chính sách quảng cáo của Facebook nè. Đó cái phần policy mà trong những cái bài đầu tiên mà tháng có chia sẻ đó thì các bạn cần phải đọc kỹ chính sách ha à, đâu là hàng cấm đâu là hàng vi phạm chính sách những lỗi nào thường gặp vân vân thì các bạn phải đọc kỹ đó các bạn phải đọc và nghiên cứu kỹ những cái chính sách đó để mà các bạn làm quảng cáo làm content các bạn lên quảng cáo sao cho nó hợp lệ nó hợp lý để tránh quảng cáo không bị diệt để tránh cái tài khoản quảng cáo của mình nó bị khóa thì như vậy nó sẽ rủi ro nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái công việc kinh doanh của mình đó cho nên cái việc trước tiên mà các bạn chạy quảng cáo là các bạn cần đọc kỹ cái chính sách ha các bạn nào mới vào nghề á newbie amateur thì các bạn cần phải đọc kỹ cái chính sách quảng cáo để mà hiểu rõ các chính sách đó những cái gì mình nên tránh ha như những cái bài đầu tiên thì tháng cũng chia sẻ đó thì các bạn tự đọc tự nghiệm những cái mà facebook họ họ đưa ra cái luật như thế nào thì mình tuân thủ luật như thế đó để mình chạy quảng cáo đó, thì nó tránh rủi ro à, để giúp để giúp mình làm cái công việc À, kinh doanh online ha để giúp mình làm cái 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 công việc facebook ads nó trở nên thuận lợi ha và làm nó dài lâu nó ổn định đó thì đó là cái ý đầu tiên mà thắng muốn chia sẻ còn cái ý, ý thứ hai mà thắng muốn nói đến đó, là cái việc chạy quảng cáo facebook là có đơn điều đặn hàng ngày hay không đó nhiều người nhiều người làm tưởng thì uh, chạy quảng cáo thì lại sẽ có đơn hàng ngày ha. cứ chạy quảng cáo là sẽ có đơn hàng ngày đó là một cái ý ý tưởng sai lầm đó là một cái suy nghĩ sai lầm đó, tại vì không phải bất kỳ cái dòng sản phẩm hay dịch vụ nào mà các bạn chạy quảng cáo nó cũng có hiệu quả đâu Nó cũng tùy, nó tùy vào nhiều vấn đề lắm, nó tùy vào cái sản phẩm của bạn, tùy vào chất lượng sản phẩm của bạn Nó tùy vào yếu tố là thị trường, độ cạnh tranh, nó tùy vào cái kỹ thuật các bạn làm quảng cáo, nó rất là nhiều cái vấn đề à, Các bạn phải thật sự gọi là, um, thành thục các bạn phải thật sự là những người chuyên gia đầu ngành ha em hiểu về tất cả mọi thứ về cả thị trường nữa thì các bạn mới khẳng định được nhiều là một cái chiến dịch đó mới thành công đó, còn đối với những bạn nào chưa mới là mới vào nghề mới vào làm bắt đầu làm chưa có nhiều kinh nghiệm á thì các bạn cần phải làm các bạn phải test ha các bạn phải test riêng cá nhân bạn thắng bản thân tháng nay tháng cũng vẫn phải test ha đối với nhiều những cái dòng sản phẩm nào mới là những dòng sản phẩm nào mà có nhiều đối thủ cạnh tranh quá đối với những dòng sản phẩm nào mà giá cả nó cũng nó cũng chưa ok lắm thì mình phải chạy thôi mình phải chạy mình phải test để mình đưa ra kết quả mình đưa ra số liệu để mình tối ưu cho nó để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Đó, tuy nhiên cái việc mà các bạn làm quảng cáo ấy, nó không phải là ra đơn hàng ngay, à, nó không phải là ra đơn hàng ngay đâu. Tùy dòng sản phẩm thì nó có thể bán được hàng liền, tùy dòng sản phẩm nó có thể đem lại giá trị lâu dài cho các bạn khi mà các bạn làm quảng cáo. Tại vì khi á mà người ta tương tác với fanpage của mình khi mà người ta comment cái bài post của mình khi mà người ta inbox cho mình thì đó là một cái giá trị ha đó là một cái giá trị lâu dài đối với fanpage của mình đối với cái hệ thống kinh doanh của mình tại vì sau đó các bạn có thể lưu lại được những cái tiệp đối tượng mà người ta đã tương tác với cái fanpage của mình đó thì các bạn có thể làm remarketing các bạn có thể tạo tệp lookalike like để các bạn chạy quảng cáo đó hoặc các bạn có thể nghiên cứu inside khách hàng của mình kỹ hơn đó thì cái mục tiêu quảng cáo á nói chung á là mình phải đem lại cái một ít nhất là một cái loại giá trị gì đó cho cái 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 fanpage cũng như là công việc kinh doanh của mình ha thì cái việc mà người ta tương tác đến mình đó là một cái, cái 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 gọi là là cái mục tiêu cũng như là một gọi là cái thành công mà các bạn có thể đạt được ha con không như không nhất thiết chắc chắn phải là một cái đơn hàng cụ thể nào đó đó nhiều bạn ở đây ngay đến đây và nhiều bạn sẽ nói là nếu mà chạy quảng cáo facebook mà không có đơn hàng thì lấy có lấy tiền đâu mà, mà 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 chạy mà lấy lấy tiền đâu mà mà tiếp tục phát triển thì đối với công việc kinh doanh đó, thì ở đâu cũng vậy cả à, mình cần phải đầu tư mình cần phải có tiền mình cần phải đầu tư mình phải cần phải tùy vào cái ngành nghề khi mà các bạn chạy đủ chuẩn đủ kỹ thuật đủ mọi thứ hết mà nó không có hiệu quả hoặc đã chưa có hiệu quả hoặc là nó có hiệu quả chậm đồng nghĩa với việc là thị trường của bạn đang cạnh tranh nhiều đó thì cái việc mà bạn có muốn thắng cái thị phần lấy được nhiều cái thị phần mà bạn muốn thắng cái thị trường nó hay không á thì các bạn phải có thời gian các bạn phải có tiền các bạn phải đầu tư các bạn phải chạy lâu ngày đó thì nó mới đạt được cái hiệu quả và thành công nhất định đó nếu như các bạn làm không được á các bạn làm không nổi thì các bạn bắt buộc phải chọn những dòng sản phẩm ngắt do những dòng sản phẩm ít cạnh tranh những dòng sản phẩm giá tốt mà cũng có lợi nhuận cao nè đó thì các bạn hãy chọn những dòng sản phẩm đó ngay từ đầu là cái chiến lược của mình rất quan trọng đó cho nên cái việc mà các bạn chuẩn bị chiến lược về sản phẩm về đối tượng về về thị trường như thế nào các bạn phải chuẩn bị kỹ ngay từ đầu đó khi mà làm quảng cáo một chiến dịch thì nó mới thành công cái tỷ lệ thành công nó mới cao được á. tỷ lệ rủi ro thì nó không thể nào tránh khỏi được đó mình chỉ làm sao để hạn chế cái tỷ lệ rủi ro thấp nhất có thể đó, đồng nghĩa để đồng nghĩa với việc là mình sẽ kéo cái tỷ lệ thành công nó cao hơn đó đó là một cái quan điểm và một cái kinh nghiệm mà thắng làm trong cái ngành nghề này lâu năm rồi thì thắng muốn chia sẻ cho mọi người hiểu đó rồi nhiều người một số người làm quảng cáo á, mà khi mà làm quảng cáo không hiệu quả thì thì sẽ nghĩ ngay đến việc là là chạy quảng cáo nó 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 target sai đơn đó nó target target sai cái tiệp đối tượng ha cho nên ở đâu mình cũng thấy nhiều cái group nhiều cái bay nhiều cái group đó, nhiều bạn cứ vào cái xin target mình chạy cái dòng sản phẩm abc này thì target sao mọi người đó thì thật sự mà nói là rất là khó rất là khó để mà biết được chính xác cái tai của một ngành nghề cụ thể nào đó tùy vào mỗi thời điểm ha tùy vào mỗi thời điểm cụ thể thì cái tiệp đối tượng hay cái nhu cầu của khách hàng cái tiệp đối tượng cái hành vi cái sở thích trên facebook nó có thể bị thay đổi nó có bị nó sẽ có thể bị dịch chuyển cho nên khó rất rất là khó để có một cái target chuẩn cho một cái ngành nghề cụ thể nào đó hoặc là nếu như mà có thực sự thì người ta cũng không rảnh để mà chia sẻ với các bạn đó cái việc mà target sai hay đúng á là nó là một cái chuyện bình thường đó cái việc mà target như thế nào thì à, các bạn cần phải phải nghiên cứu nhiều hơn ha qua cái qua cái những cái bài mà mình hướng dẫn thì đó là những cái bước nền tảng thôi đó nền tảng cơ bản đó mà các bạn à, có thể nghiên cứu sâu hơn ha. các bạn có thể chia nhóm các bạn có thể nghiên cứu nhiều hơn về những cái hành vi đối tượng khách hàng các bạn nghiên cứu sâu và kỹ hơn để mình target làm sao nó chuẩn mình phải test ra mình phải test những cái tiệp target đó à, mình test đến khi nào nó chuẩn nó ok nó đạt được hiệu quả thì mình sẽ chạy uh, cái chiến dịch của mình nó sẽ có hiệu quả đó đó chứ mà khi mà quảng cáo của mình không hiệu quả thì các bạn đừng nghĩ ngay đến cái việc mình tay ghé sai mình phải xem lại nhiều vấn đề về sản phẩm à, về thị trường về giá cả về đầu cạnh tranh vân vân và vân vân đó ok đó là cái thứ ba mà mình muốn nói với các bạn đó còn cái việc mà ý thứ tư mình cũng nói nó cũng na ná với ý thứ ba thôi là cái việc mà khi các bạn chạy quảng cáo các bạn test quảng cáo bạn sợ tốn kém bạn tạo bạn chia nhóm quảng cáo ra bạn chia độ tuổi bạn chia cái 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 khu vực vị trí địa lý bạn chia hành vi sở thích ví dụ vậy rồi bạn chạy quảng cáo mà khi bạn chạy bạn test thời gian để thời gian để mà cho cái con máy google hoặc máy facebook quá nó, nó nó sorry ở đây là máy facebook chứ mình sorry tại vì mình nói chung là đối với google hoặc facebook á thì khi mà mình chạy quảng cáo mình đều phải có một cái khoảng thời gian ban đầu để cho máy học họ học họ tối ưu quảng cáo cho mình đó thì đó là cái khoảng thời gian mà mà mình sẽ bị tốn ngân sách hay mình sẽ bị tốn chi phí bằng ngân sách cho cái cái những cái công cụ này họ học hay máy bộ máy học của họ họ học đó, để họ tối ưu quảng cáo cho mình tất nhiên là cái khoản này là có thể mình sẽ bị lỗ đó mà sẽ nghĩ ngay ban đầu mình mình bỏ một cái khoản tiền đầu tiên mình chạy là chắc chắn có thể bị lỗ cho đến khi nào những cái công cụ quảng cáo nó tới u cho mình nó đem lại hiệu quả cho mình thì lúc đó mình sẽ bù lỗ thôi mà sau đó là mình cứ lời like. à, đơn giản có tư duy như vậy mình cần các bạn suy nghĩ và tư duy đúng về cái việc chạy quảng cáo đó à, rồi một phần nữa các bạn uh, newbie các bạn amateur mới vào ngày thường hay thích chạy chi khấu nè chạy vô chơi nè hoặc là chạy bận những cái hình thức chạy bận khác để tiết kiệm chi phí cái mà cái, cái lý do mà các bạn hay đặt ra đó là tiết kiệm chi phí nhưng mà mà các bạn không nghĩ đến khi mà các bạn chạy quảng cáo à, khi mà các bạn chạy quảng cáo mà đột nhiên cái tài khoản của bạn chết đột nhiên cái quảng cáo của bạn chết trong khi doanh thu bạn về điều đạn quảng cáo bạn về đem ra nhiều đơn hàng lợi nhuận bạn đem về nó ngày càng cao đùng phát tài khoản quảng cáo lăn ra chết đùng phát cái quảng cáo bị khóa đó một hai tuần à, thậm chí là cả tháng để giải quyết một cái vấn đề đó thì thật ra các bạn nào mới vào nghề thì các bạn chưa hiểu rõ về cái việc là cái hệ quả của nó nó lớn tới mức nào đó cho nên khi mà các bạn Uh, làm kinh doanh online làm marketing online thì các bạn nên loại trừ ngay những cái ý nghĩ này trong đầu đi ha đó tại vì thì mình cũng tham tham gia rất là nhiều cái 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 nhóm về quảng cáo về đi tour marketing về ma về marketing online ha đó thì rất là nhiều người bán những cái công cụ những cái gọi là những cái giảm giá những là chiết khấu những cái những cái, những cái những cái những cái, tool, những cái trick những cái thủ thuật để cho các bạn uh, ăn gian hay bộ gian lận trong quảng cáo như các bạn yên tâm à, cá nhân thắng á, thì thắng xuất thân từ dân kỹ thuật đó thắng xuất thân từ dân lập trình đó thắng hiểu rất rõ mọi thứ đó cái việc mà các bạn qua mặt người ta thì nó đối với những thằng như google facebook á thì các bạn không thể nào qua mặt được tụi này đó tại vì bản chất những người lập trình nên những cái công cụ đó đó là những người cực kỳ giỏi ha tư duy của họ cực kỳ cao và, là, và cái iq của họ cũng rất là cao đó cái việc mà bạn muốn hơn họ các bạn nghĩ rằng mình sẽ làm những cái những cái tút những cái những cái trick những cái 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 thủ thuật này như vậy có thể qua mặt được họ thì xin lỗi là các bạn còn lâu lắm đó cho nên các bạn đừng cái ham cái ham lợi phía trước là mình sẽ tiết kiệm được một phần chi phí hoặc là mình ăn gian được người ta mà các bạn dùng những cái thủ thuật những cái gọi là uh, tư duy bẩn những cái tư duy cục để mình làm marketing đó, thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ không lâu dài đó là những cái chia sẻ thật lòng của tháng về cái cái, cái, cái công việc marketing online nếu như các bạn muốn làm sạch mà các bạn muốn làm lâu dài á, thì các bạn cần phải loại trừ ngay những cái yếu tố này mà thắng thắng nói nhé rồi à, một phần cuối cùng nữa thì các bạn một cái nữa là thắng muốn chia sẻ là các bạn cũng đừng quá tin tưởng tuyệt đối vào cái, cái, cái quảng cáo ha tại vì đối với nhiều ngành nghề đối với nhiều ngành dịch vụ khác nhau thì nó sẽ có những cái yếu tố khác nhau ví dụ như À, dòng sản phẩm ví dụ như các bạn chạy về ô tô, bạn bán ô tô thì các bạn phải chạy Google nè. Các bạn chạy mỹ phẩm thì các bạn thời trang thì các bạn chạy đến chạy Facebook nè. Đó ví dụ những cái đặc thù những ngành nghề như vậy. Nhưng mà tùy vào những cái ngành nghề thì nó có quá nhiều đối thủ cạnh tranh đi. Các bạn không thể nào tin tưởng tuyệt đối vào vào cái công cụ quảng cáo nó có thể giúp cho bạn mà đem lại lợi nhuận giúp cho bạn đem lại cái nguồn doanh thu lớn. Rất khó à, tại vì trong cái ngành nghề đó rất là nhiều người chạy, rất là nhiều đối thủ rất là nhiều gọi là người ở ở ừ, ở rất là nhiều cái cái dòng sản phẩm khác nhau thì rất là khó để mà các bạn có thể có thể dùng cái công cụ mà các bạn thể thắng được họ đó thay vào đó các bạn phải hiểu rằng chúng ta không được nên bỏ trứng cùng một một giỏ đó các bạn phải mở rộng những cái hệ thống ở, tuyển sĩ tuyển chi nhánh hoặc các bạn có thể kiếm thêm những cái nguồn thu nhập khác đó để đảm bảo những cái lúc mà mình làm không đạt hiệu quả không đạt thành công ở bên những cái công cụ quảng cáo thì mình cũng có cái nguồn thu nhập khác để mình triển khai những cái chiến lược khác mình nghiên cứu những cái ngành hàng khác mình nghiên cứu những cái dòng sản phẩm khác để, để tiếp tục mình duy trì cái công việc kinh doanh của mình chứ không phải các bạn cứ bung tiền đổ tiền ra đổ đổ ao vào quảng cáo và các mỹ các bạn nghĩ rằng nó sẽ đem lại hiệu quả cho các bạn đó là một cái tư duy sẽ lầm Ờ, thì trong cái bài học này đây là một số những cái kinh nghiệm mà là xương máu mà thắng muốn chia sẻ với mọi người à, về cái nghề marketing online về cơ bản và nói chung đó là nói riêng á là về cái ngành facebook ads đó thì các bạn cần phải tuân thủ và hiểu rõ những cái mà thắng đã chia sẻ đó hy vọng là các bạn sẽ nắm bắt được những cái mà à, mà thắng đã, đã 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 dạy trong những cái bài học à, trước đó à, để các bạn áp dụng thành công đó rồi ok à, Uh, thì đây là một cái 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 bài học giống như là mình bonus như mình nói cái ban đầu đó để rất mong rằng các bạn có nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái kiến thức hơn trong việc phát triển uh, công việc kinh doanh của mình ha. Rồi uh, thì tháng xin một lần nữa thì Thắng rất là cảm ơn các bạn đã sử dụng cái khóa học này của Thắng đó và rất mong rằng uh, những cái khóa học tiếp theo, những cái bài học về marketing online uh, mà tháng chia sẻ thì sẽ được mọi người ủng hộ thắng ha rồi ok xin chào và hẹn gặp lại các bạn